Đây là con clip chuối 91, là con thổ. Tướng tá của nó là dòng mắt đỏ phấn hồng. Đấy, con này thì nó là dòng con mồi thổ, lúc thì chơi 3, lúc thì chơi 4 âm thổ, khá là quý. Con chim này rất là to. Đấy, chim mồi thì nó cũng thuần vừa phải thôi, không có gì là quá thuần cả, nhưng mà con chim này là con chim rất là hay, loại mã của nó rất là ok luôn. Anh em có thể xem cho nó kỹ. Tôi vừa có một khách hàng họ yêu cầu xem tướng tá đó, nó rất là trườm chim. Con này là con thổ, trong cái clip 91 và 92 thì con này là con 91, là con thổ nhá. Đấy, mắt rất là đỏ. Đấy, rất là hiên ngang. Con chim thì nó cũng lông đuôi nó cũng giữ được vừa phải. Đấy, nhìn chim rất là sáng. Chim này là chim bắc chuẩn luôn, của chim cu gáy hay nhá. Đấy, độ thuần rất là cao. Đấy, chim mồi thế này là ok rồi còn gì nữa, đúng không? Chân mốc này, chân mốc cực luôn. Tôi zoom lại một tí nhé, xin phép zoom lại anh em tí nhìn cái chân của nó. Chân móng không lỗi tật gì nhá, anh em yên tâm nhá. Anh em chơi chim của bên chim cu gáy hay thì không bao giờ sợ có một vấn đề gì luôn.